Ngày 26 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Cường, sinh năm 1994, quê ở xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cướp tài sản sau gần 30 ngày đêm truy lùng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 35 phút ngày 30 tháng 9, Cường đặt xe ôm công nghệ GrabBike do anh NTB, sinh năm 1986, ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, là tài xế, đi từ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa về khu vực làng Bưởi Tân Triều thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. Khi đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp Vĩnh Hiệp, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu thì cường bất ngờ dùng hung khí tấn công, đâm nhiều nhát vào mặt đùi của tài xế xe ôm công nghệ để cướp điện thoại, ví tiền và xe máy rồi bỏ trốn. Nhận được tin báo, công an huyện Vĩnh Cửu đã vào cuộc điều tra xác minh và truy bắt đối tượng. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sau 25 ngày đêm truy bắt, chiều 24 tháng 10, cảnh sát đã bắt giữ cường khi đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Sáng 26 tháng 10, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh clip một chiếc taxi công nghệ đi ngược chiều trên đường Giảng Võ, quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra và xử phạt nguội, đồng thời triệu tập tài xế của chiếc taxi để làm việc. Cảnh sát xác định rằng vào khoảng 22 giờ 11 phút ngày 25 tháng 10, anh DVN sinh năm 1980, quê ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội đã điều khiển xe taxi công nghệ đi ngược chiều trên đường Giảng Võ, mặc dù khu vực này có đầy đủ biển báo cấm đi ngược chiều. Với vi phạm này thì tài xế N bị xử phạt là 5 triệu đồng và tước bằng lái xe trong 3 tháng. Trước đó trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 29G 000XX đi ngược chiều khi đến đoạn đối diện nhà, nhà chờ BRT giảng võ thì chiếc taxi này bị chặn lại bởi một xe ô tô mang biển kiểm soát 30K653XX đi cục đúng chiều. Dù tài xế ô tô yêu cầu tài xế taxi phải đi đúng chiều nhưng tài xế taxi vẫn ngồi trong xe và không chịu nhường đường. Nhiều người dân xung quanh cũng bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường luật lệ giao thông của tài xế taxi. Vào ngày 26 tháng 10, một đoạn video clip ghi lại cảnh một xe bồn trộn xi măng chạy ngược chiều trên phố đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đặc biệt khi tuyến đường này đông đúc xe cộ, gây nguy hiểm và gây nguy cơ tai nạn cao. Người quay video clip này là anh NTN trú tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết anh đã đăng tải video lên diễn đàn giao thông vì cảm thấy vô cùng bức xúc và lo ngại về an toàn giao thông. Theo anh N, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 26 tháng 10 trên tỉnh lộ 8 gần thị trấn Củ Chi tại giao lộ với đường Lê Vĩnh Huy khi đang lái xe ô tô thì anh thấy xe bồn chạy ngược chiều bất ngờ rẽ vào làn đường từ tỉnh Bình Dương đi cầu vượt Củ Chi. Anh N đã dùng điện thoại để ghi lại cảnh này. Anh cũng cho biết khu vực ngã tư có camera có thể kiểm tra để xác thực xe bồn xi măng này chạy ngược chiều vào một công trình đang xây dựng gần giao lộ. Đại diện trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc thuộc phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khu vực này do trạm đảm trách đồng thời cho biết sẽ xác minh vụ việc và xử lý. Ngày 26 tháng 10, clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một tài xế xe công nghệ rời ô tô tắt mạnh vào mặt nữ tài xế ô tô phía sau, gây bức xúc cho hàng chục nghìn người xem. Nạn nhân là chị PST, 35 tuổi, ngụ tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, chị lái ô tô trên đường số 40, khu định cư Tân Quy Đông, quận 7 với tốc độ khoảng 20 km/h. Khi đến trước cửa hàng tiện lợi, chị phát hiện một taxi công nghệ phía trước bất ngờ dừng lại và bật đèn ưu tiên. Tại thời điểm này, chị Tây bật đèn xi nhan trái xin vượt Tài xế phía trước cũng đánh lái qua trái không nhường đường, sau đó chị Tê bóp còi 3 lần để xin vượt thì bị nam tài xế xe taxi công nghệ rời xe, tiến đến đập cửa và tát mạnh vào mặt. Người đàn ông còn thách thức chị Tê báo công an và lên xe rời đi. Do quá bức xúc, chị Tê đã về và đăng tải đoạn video clip lên mạng xã hội à, và ngay sau đó thì đoạn video clip đã thu về hơn 80.000 lượt xem, trong đó có nhiều người lên án hành vi côn đồ của nam tài xế xe công nghệ. Hiện cơ quan chức năng quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang xác minh và làm rõ sự việc. Đến trưa 26 tháng 10, bão Trà Mi đã mạnh lên một cấp đạt cường độ 11-12 với cấp gió lên tới cấp 15 và đang di chuyển thẳng về phía ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào trưa nay 26 tháng 10, cường độ bão Trà Mi đã tăng lên cấp 12 với gió giật đạt cấp 15. Đây có thể là mức mạnh nhất của bão số 6 trên biển Đông. Đến 13 giờ chiều nay thì tâm bão đang nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 440 km về phía đông bắc. Bão đang di chuyển nhanh theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ giữ nguyên hướng và tiến vào vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Trung Bộ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với khả năng suy giảm xuống còn cấp 10, cấp 11 và gió giật cấp 14. Trong chiều và tối mai, bão Trà Mi có thể sẽ chuyển hướng di chuyển chậm về phía nam, dọc theo vùng biển ven bờ các tỉnh Trung Trung Bộ với khả năng tiếp tục suy yếu xuống cấp 10 và gió giật cấp 12. Trong khoảng thời gian từ 36 đến 72 giờ tới, bão Trà Mi sẽ tiếp tục đổi hướng ra phía đông, ra khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa với cường độ bão có khả năng giảm dần. Ngày 26 tháng 10, trước thông tin bão số 6, bão Trà My đang di chuyển nhanh về hướng các tỉnh miền Trung, các ngư dân tại Âu Thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khẩn trương neo đậu tàu thuyền và chuẩn bị phương án tránh bão an toàn. Theo ghi nhận tại Âu Thuyền Thọ Quang vào sáng 26 tháng 10, dưới cơn mưa lớn, nhiều ngư dân đã thuê xe tải cầu để đưa thuyền đánh cá lên bờ, neo đậu ở vị trí an toàn, sẵn sàng ứng phó khi bão trà mi áp sát đất liền thành phố Đà Nẵng. Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã họp triển khai nhanh các phương án phòng chống bão số 6, đặc biệt là đảm bảo thông tin liên lạc để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn. Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, hiện nay tổng số phương tiện của Đà Nẵng là một 1.159 phương tiện với 8.316 lao động, trong đó số lượng phương tiện neo đậu tại bến là 1.155 phương tiện với 8.276 lao động. Số phương tiện đang hoạt động trên biển là 4 phương tiện với 40 lao động. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố ban hành lệnh cấm biển Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 16 giờ chiều 25 tháng 10, tiếp tục kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển. Đại tá Trần Công Thành, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay đơn vị tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền đang ở trên biển, đồng thời chỉ đạo cho các đồn biên phòng phối hợp với các gia đình chủ phương tiện thông báo vị trí hướng di chuyển của báo để kịp thời tìm nơi tránh trú an toàn. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 10, Ủy ban dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã có văn bản về việc cấm các phương tiện lưu thông lên bán đảo Sơn Trà. Theo đó, để tập trung ứng phó với cơn bão Trà My và nguy cơ sạt lở đất trên bán đảo Sơn Trà, Chủ tịch Ủy ban dân quận Sơn Trà giao công an quận này tổ chức chốt chặn tại các khu vực ngập lụt, nước chảy xiết, có nguy cơ cao sạt lở đất đá, không cho người và phương tiện đi qua vùng nguy hiểm, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức việc ngăn đường, cấm người và phương tiện lưu thông lên bán đảo Sơn Trà, trừ xe công vụ. Cụ thể, thời gian dừng lưu thông lên bán đảo Sơn Trà bắt đầu từ 17 giờ ngày 26 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới các lực lượng chức năng sẽ tổ chức chốt trận tại nút giao Lê Văn Lương, Hoàng Sa lên bán đảo Sơn Trà, tại đường lên hạt Kiểm lâm, liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và đường bê tông quân sự lên bán đảo Sơn Trà. Đối với các cơ sở lưu trú nếu có nhu cầu lưu thông thì phải đăng ký biển số xe, số lượng người kèm theo cam kết đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông. Trước đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng đã có công văn cấm người và tàu thuyền xuất bến khai thác và làm dịch vụ khai thác hải sản hoạt động trên biển kể từ 17 giờ ngày 25 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới. yeah <laughs>